đi về chung. Đâu? Dạ đào cộng thôi chứ. Con cũng đi ra đại thi đào cộng. Rồi xong. Cùng hả? Cùng mẹ rồi. Nó ra ngoài rồi. Nó ra ngoài rồi. Cực lắm chứ vậy không? Tưởng là đào hoài nào cũng có đâu. Đúng rồi. Thôi đi, mình ra đây mình kiếm hang khác. Đi là hướng này hướng bên đây. Thôi anh ơi. Không, anh cũng đang đào đó. Thôi anh ơi. Có không? Đây, hang cọc này nè các bạn. Đây là hang ốc. Mà không biết là cái hang này hay có hay không. Nhưng mà mình cũng thấy thì hang lớn thì mình đào thử. Hay vậy? Hay vậy? Ừ. Cái này đào cuốc chắc lẽ đi qua đây luôn. Anh em mình hai người đào luôn nha các bạn. Đây. Để thăm cho. Mắc hang rồi. Đây đây đây, hang đang bên đây. Đây nè. Hang đâu mày? Nãy thấy bên nó đi bên đó mà. Mắc hang rồi. Ừ. Thôi, về bỏ. Nó đào cạn quá, nó bỏ hang rồi. Cái gì? Ừ. Kiếm hang đùng á, kiếm hang đùng như con dông vậy á, nó đùng lên. Cái hang này nó đang đào mà, đó nó như này nè. Ờ. Đó như này nè. Nó cạn hang á nó đi rồi. Bên đây có cọng, bên đây có cọng nha các bạn. Rồi bên đây có. Trời, cái cọng bự như vậy. Trời. Hang bự, đồ nguyên ổ luôn rồi. Còn không còn hang không? Còn ngon vậy ra đây hang nè. Ngon vậy ra. Còn con cha nó đi đến nó đi. Rồi rồi biết rồi, đào tiếp đi. Cố gắng bắt con cọc này lên đi. Hang thì còn đó. Hang cọc này vẫn còn cọc ở nhầm dưới á. Mắc chết rồi anh ơi, chết đó, bước đầu nó lên ơi. Bước đầu nó sang rồi. Chưa tới. Bước đầu. Lấy cái đầu ra kìa, nó đầu em, bước đầu em nữa. Không, không mà đòi bước đầu không à. Đâu, bước đầu nó rồi. Hết mẹ hết lỗ anh. Chứ cái chân cầu. Nè. Cơn đỏ mặt. Còn nữa. Đi nữa. Lấy cái tay ra. Ở đây cho mọi theo sâu này. Dưới trời. Sâu chứ sao. Bộ được bắt công dễ lắm hả. Cố gắng lên anh em ơi. Một người hỏi mạnh. Đây, giữ cho. Không bắt được con này đời đời đéo nổi. Ha ha ha.
con cầu nha các bạn. Nãy giờ nãy giờ anh em quay cái hang game mà đào quá trời sâu luôn, không thấy con cầu nào hết. Một mình Tòng đi lại bắt được một con. Để coi coi con cầu nó rõ hơn chút. Nó chạy đó, nó chạy đó các bạn. Cầu này cũng nhỏ à. Không có càng nha các bạn. Ở giữa biển có cây gì đẹp chứ không? Dạ chú. Ủa chú, chú về người Mỹ đang đào về cầm. Mỹ đang đào về cầm hả chú? Ừ. Như thế là đang dạ. Đang đi đào tục đạo. Đào đi đào cứu chi hả chú ha? Ừ. Cậu được con nào chưa? Dạ con tụi con mới được có một con à chú. À vậy à. Ồ. Dạ. Rồi cát biển là mình xúc mạnh vậy có sao không chị? Xúc mạnh gì hơi bắt sức nha bạn. Tối bắt sức buổi sáng mà cho sức buổi tối. Bây giờ mất sức, tối gì mất sức. Hai ông chú không? Nói ông chú ông vừa đào một chút xíu là có cầm liền à. Bé quá không bỏ anh. Đó. Ừ. Chú vừa đào chút xíu là có một con liền nha các bạn. Đúng rồi, phải biết đào nó mới được chứ không được đâu. Tụi cháu thiên ngang không à? Ừ. Không có rành. Vậy. Dạ. Đúng rồi đó. Rồi, cột lại. Rồi. Nó xích á. Đâu? Còn hả? Vậy đâu khỏi. À vậy là còn trong đây không thấy nó phải không? Này nè, này gì này, cái này gì nè bộ? Cái chân nè phải không bộ? Đó, chân nhục chân nè. Đó. Đây lấy cái tay, lấy cái tay nè. Đó, này này. Tém tém đi. À, cái chân này thấy không? Đó, các bạn thấy cái chân không? Đúng rồi, cái chân. Đó, đó. Các bạn thấy cái chân của nó không? Đó. À, lôi đầu lên. Nhỏ người đào cho sâu ha. Đào cạn cạn thôi. Bị kẹp. Ừ, kẹp. Đập quăng quăng răng cái coi. Chạy. Chạy. Con thứ hai ha, con thứ hai. Rồi, ok, bỏ vô bịch, bỏ vô bịch. Rồi, em, giờ ra bỏ vô bịch em. Nè, đây nè, thấy chưa? Nó chạy vô cái hang đó luôn bây giờ. Bắt ra. Anh đừng con, ít ra, bắt ra nè. Này cũng nhông đực nha, cái này cũng nhông. Nhông đực. Dạ tụi con đi đầu chơi á. Thì nếu mà nhiều thì ăn, còn không có ít thì tụi con sẽ thả luôn. Lại dạ, đạo đi, phóng rồi, bỏ vô đi, con này là con da mạo. Đây giờ bây giờ lấy đầu con này lên đi. Ây da, quay để quay hai anh YouTuber coi coi nha. Đúng rồi. Đúng rồi chưa? Đúng rồi. Mọi nhìn con đường sắn đó. Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Để tôi làm luôn. Để thôi, không để tôi. Cướp câm à. Cái này kêu bằng cướp câm nè nha các bạn. Đâu? U. Bên kia tòng đào được một con nữa nha các bạn. Anh em mình đã theo tới chân con này rồi. Con này. Con này bự bự bằng con cầm á. Bây giờ chiến lợi phẩm của anh em mình đây nè, bỏ vô theo. Khoảng mấy con ta? 5 con hả? Được 5 con. Nhưng mà những con bắt trước rồi thì mình quay không được, tại vì mình ở bên cái hang không có, chỉ có tầm à. Tổng ở bên kia tổng đào nãy giờ tổng được năm khoảng 4 con rồi các bạn. Lát không lấy. Lát không lấy qua bên ông lấy cái xẻng ông lắp ba lại giùm cái. Số mà leo lên được. Đi về lát qua lấy cái xẻng lắp ba lại. Đi về. Cái
cái gì nói lại coi, bảy còng hay là thuốc còng? Vậy là chui xuống dưới đất ngồi lát luôn, còng nó tự chạy lên đúng không? Ok, bây giờ anh em mình sẽ tập trung cố gắng đào được thật nhiều còng nha các bạn. Đây là thành quả của anh em mình ngày hôm nay nha. Bây giờ thì mình anh em mình quyết định nghỉ về nhà để làm món còng rang me cho các bạn cùng thưởng thức nha. Nè các bạn, trước khi mình muốn làm cái con còng này mấy bạn, thì mình cứ lấy đá mình chờ mình ướp nó thì nó sẽ chết, không phải là nó chết mà nó rơi vào trạng thái ngủ đông các bạn. Anh em mình này thử các bạn. Thì các bạn mà ngâm nước đá xong á thì con còng nó sẽ đơ lại như vậy nè. Và người ta kêu bằng gây mê, không phải là riêng con còng mà con cua, con ghẹ gì cũng vậy nha các bạn. Đó, mình khi mình tét cái mua ra về thì lúc mà cái con nó còn sống á, nó que nó sẽ rớt mấy cái càng này, mấy cái que của nó. Đó, thì nó sẽ không ngon. Mình cứ ướp nước đá. Đó, nhưng mà nó vẫn còn sống, thịt nó vẫn còn tươi luôn nha. Nó không chết đâu nếu mà mình có nước biển á. Mình múc vô thì mình ngâm nó chút xíu là nó sẽ tỉnh lại. Mấy cái nhà hàng ở trên thành phố cũng vậy các bạn. Người ta đông lạnh ghẹ rồi xong ta bỏ lên xe đi. Đi tới nơi tới chỗ xong cái ta lấy nước biển ta ngâm lại thì nó sống lại bình thường nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình tiến hành rang me nha các bạn. Thì cách rang me này thì cũng đơn giản. Mình cứ bỏ còng vào rồi mình rang cho nó chín hơn 50% thôi, thì mình có mình đổ me nước gia vị của mình vô á, thì đến lúc mà cho nó rút lại thì là cái món ăn mình đã thao hoàn thành nha các bạn. Ở bây giờ á thì anh em quyết định là kết thúc video tại đây. Nếu mà mấy bạn mà có thấy hay á thì cho mình một like nha mấy bạn, để anh em mình có động lực để làm nhiều video khác hơn nha các bạn. Bây giờ anh em mình chào các bạn nha.